Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề cử rừng phong hộ Cần Giờ thành khu Ramsa dùng lõi và dùng đệm của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Vì công nhận rừng phong hộ Cần Giờ là khu Ramsa sẽ tạo uy tín cho thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả đất ngập nước. Theo hồ sơ báo cáo sơ bộ, trường phòng hộ quyện Cần Giờ đáp ứng 4 trên 8 tiêu chí đề cử khu Ramsar. Cụ thể, rừng chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên trong dùng địa lý sinh học đặc biệt. Với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, trường phòng hộ quyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú đa dạng. Hiện nơi đây đang nuôi dưỡng các loại cực nguy cấp, nguy cấp hoặc sắp nguy cấp hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Thường xuyên hỗ trợ cung cấp thức ăn nơi dừng chân từ 20.000 cá thể chim nước trở lên.